Trước khi vào video thì đừng quên ấn like, ấn subscribe và ấn vào cái chuông để nhận thông báo về những video mới nhất của tôi nhé. Gì đây? Có vẻ như là một cái văn phòng công sở thì vậy. Anh ơi, bởi máy tính này. Tôi nghĩ là mình là nhân viên IT ý. Nhân viên văn phòng thôi. Ủa, gì đây? Và ai máy hút bụi? Tất cả máy tính ở tầng này vẫn hoạt động nhưng mà máy ở tầng dưới đều hỏng. Đang có vấn đề, bạn tìm ra giải pháp nhá. Máy hút bụi mới thật tốt, tốt hơn máy cũ. Xem máy thoát nhìn chưa? Tôi nghe nói họ sẽ tạo ra robot mới. Bạn sửa máy tính à? Hãy đảm bảo chúng ok, trục trặc làm giảm năng suất của tôi. Paul đã được gọi đến phòng sa thải ngày hôm qua. Bây giờ chỉ còn một mình tôi tự hỏi mình sẽ trụ được bao lâu. Họ cũng sẽ thay thế anh. A few moments later. Mẹ thằng kia. Mẹ nó bảo là mẹ người ta cũng sẽ thay thế mình. Mẹ tao làm việc đàng hoàng mẹ. Ok, thay mình thay như nấu ấy. Gì đấy? Tử heo. Rơi xuống địa ngục à? Cảnh báo khu vực giữ điện thiếu hụt. Niêm phong. Cửa thoát hiểm phòng thí nghiệm bị khóa, vui lòng đặt lại cầu dao. A few moments later. Cầu dao đâu nhở? Ui, gì đây? Nó không chui được vào thì phải. Mẹ con gì đấy? Ui. Người máy à? Nửa người nửa máy à? Đùa. A few moments later. Tôi tìm được cầu dao điện này anh em ơi, tôi bật rồi. Thoát được rồi đúng không? Đúng mẹ. Thoát rồi. Ngon. Xem nào. Bạn nộp đơn từ chức vào ngày hôm sau. Ok. Bạn để lại những lời khuyên ẩn danh cho chính quyền và một số hãng thông tấn. Câu chuyện này thu hút mọi người. Nhưng sau một tháng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Bạn tìm được công việc mới. Thật tuyệt. Là sao ta? Không hiểu nhá.